Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Trở nên giàu có. Chúng ta đã bước vào phần 2. Ở đây, chúng ta phải nghiêm túc hơn nữa. Đây là nơi chúng ta làm việc thực tế. Đó là nơi bạn phải bắt đầu đánh giá nghiêm túc và đúng đắn về tình hình thực tế, đưa ra các kế hoạch và hành động. Trở nên giàu có nghĩa là bạn phải thành thật với chính mình và sẵn sàng đầu tư thời gian cũng như công sức trong cuộc săn lùng sự giàu sang. Rất nhiều quy tắc thuộc về thói quen, trong khi thay đổi thói quen không bao giờ là điều dễ dàng. Một vài quy tắc có vẻ dễ đến không ngờ, nhưng trước bất cứ quy tắc nào, bạn cũng phải tự hỏi mình rằng, có lẽ tôi đã biết quy tắc này rồi, nhưng tôi có nên làm không? Việc sẵn sàng để lao động cực lực là một việc gì đó để định hướng công việc là yếu tố sống còn. Quy tắc 19. Bạn cần biết vị trí hiện tại của mình trước khi bắt đầu. Trước khi tiến về phía trước, chúng ta nên biết hiện giờ mình đang ở đâu. Lúc Robinson Crusoe bơi vào bờ sau khi tàu bị đắm, việc đầu tiên anh ta làm là kiểm tra xem mình có bao nhiêu đồ dự trữ, súng và đạn dược. Khi đã nắm rõ, anh ta có thể đánh giá tình hình và tiến về phía trước. Trước khi tiến về phía trước, chúng ta phải biết mình đang ở đâu. Như vậy bạn sẽ bơi vào bờ và bắt đầu cuộc sống mới. Việc bạn cần làm trước hết là đánh giá tình hình, tìm xem bạn hiện có những gì, cái gì hữu ích, cái gì có thể bỏ qua hoặc không tính đến, bạn nợ những gì, người khác nợ bạn những gì, về cơ bản giá trị rộng của bạn là gì. Chúng ta sẽ tiến hành cuộc kiểm kê tài chính toàn diện của bạn và cuộc đời bạn. Nếu bạn không biết được mình ở đâu trước khi bắt đầu, bạn sẽ không làm việc hiệu quả được để hướng tới tương lai giàu có. Người khôn ngoan là người biết sắp xếp công cụ trước khi bắt đầu công việc. Tất cả những gì bạn cần làm là thu thập đầy đủ thông tin. Bạn nợ ngân hàng bao nhiêu, hoặc tài khoản hiện có, tài khoản đặt cọc, sổ tiết kiệm của bạn có bao nhiêu, và bạn sở hữu bao nhiêu trong thẻ tín dụng. Đồng thời bắt đầu tính xem bạn tiêu hàng tháng và mỗi năm hết bao nhiêu, và bạn đã tiêu ở đâu. Dưới đây là danh sách những việc cần kiểm tra. Có lẽ bạn nên sửa lại đôi chút cho phù hợp với điều kiện của bạn. Hãy bắt đầu với hình lớn để phác họa bức tranh tổng quát về xuất phát điểm của bạn. Bạn đã có một bức tranh toàn cảnh. Bạn cần phải quan sát các nguồn thu nhập và khoản chi chính hàng tháng và hàng năm. Bạn có thể đưa ra chọn lựa quyết định, nhưng tất cả các chỉ số cần phải được làm từng tháng hoặc từng năm. Đây chưa hẳn là mô hình lý tưởng nhất đối với hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi tin rằng bạn đã hiểu được vấn đề. Đừng bỏ qua bước này. Thậm chí nếu tình hình tài chính của bạn không tốt đẹp lắm, thì việc đối mặt với thực tế cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc tiến hành những hoạt động tích cực để giải quyết tình thế. Quy tắc 20. Bạn phải có kế hoạch. Nếu bạn không có kế hoạch, bạn sẽ rất dễ bị lôi cuốn vào những việc phí tiền, tiêu hết tiền thay vì đầu tư, hoặc quên mất những ý tưởng kinh doanh mới hay thay đổi sự nghiệp. Nếu có kế hoạch, bạn sẽ biết chính xác mình phải làm gì hoặc không làm gì cho phù hợp. Quy tắc trước đã giúp bạn hiểu được mình đang ở đâu và bạn cũng biết mình sẽ đi đâu, các mục tiêu của bạn. Các kế hoạch sẽ mang lại cho bạn những mánh quan trọng nhất. Bạn có thể đến đó bằng cách nào? Và bạn cần nhớ rằng ngay cả những kế hoạch tuyệt vời nhất vẫn phải linh động thay đổi. Kế hoạch mang lại cho bạn những ý tưởng quan trọng. Bạn có thể đến đó bằng cách nào? Trước tiên, hãy đề cập đến những vấn đề ban đầu. Nếu bạn đang có công việc yêu thích và thấy hài lòng, thì bạn sẽ muốn giữ mãi công việc đó. Nhưng nếu bạn không thể kiếm được nhiều với công việc này, thì bạn cần có kế hoạch tạo ra nguồn thu nhập bằng cách khác. Và nếu công việc của bạn khiến bạn cảm thấy chán nản và mắc kẹt trong hố sâu nghèo khó thì, trong kế hoạch của mình, bạn phải ưu tiên cho việc thoát ra khỏi đó. Kế hoạch của bạn nên bao gồm việc nắm quyền kiểm soát tài chính trong cuộc sống. Nếu bạn có các khoản nợ, thì trong kế hoạch của bạn,
việc giải quyết các khoản nợ đó rõ ràng phải được ưu tiên. Kế hoạch cũng phải đề cập đến thay đổi sự nghiệp, đánh giá một ý tưởng kinh doanh, đầu tư tài chính hoặc tăng vốn mà nhờ vậy bạn gia nhập thị trường mua để cho thuê. Trong thực tế, một sự thật mang tính căn bản trong việc làm giàu là sự giàu có xuất phát từ việc kinh doanh chứ không phải từ việc được trả lương hay các khoản phí. Dù kế hoạch đó bao gồm những gì, chỉ cần chắc chắn rằng bạn có một kế hoạch và kiên trì thực hiện. Đừng lo lắng, bởi phần tiếp theo của cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng cho nội dung trong kế hoạch này. Chỉ cần nhớ rằng đừng ngồi yên một chỗ và chờ đợi ai đó mang tiền đến cho bạn. Quy tắc 21. Kiểm soát nguồn tài chính của bạn. Bạn có thể có đủ tiền nhưng chúng cứ bị sò sỉ trước khi bạn tiêu. Có rất nhiều lý do: các khoản thuế, trả lãi suất, không sử dụng, không được đầu tư đúng cách, sử dụng quá nhiều vào những lý do không chính đáng. Trước khi bạn có thể kiểm soát tài chính của mình, bạn cần phải bịt các lỗ rò lại. Trước khi có thể kiểm soát tài chính của mình, bạn cần phải bịt các lỗ rò. Nếu bạn đã thực hiện bài tập của quy tắc 19, chắc hẳn là bạn đã làm rồi. Bạn sẽ có một bản ghi chép về việc cân đối nguồn tài chính của mình. Như vậy là cao hơn mức bạn chấp nhận được. Có lẽ là vậy. Chúng ta thường được khuyến khích tiêu tiền trong phạm vi cho phép. Nếu muốn bịt các lỗ rò, bạn hãy bỏ việc dùng tất cả các loại thẻ và trả các khoản nợ đi. Hãy làm một phép tính nhanh và xem bạn đang trả mức lãi suất nào. Làm tương tự với các khoản thế chấp của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn không phải trả nhiều hơn mức cần thiết cho sự lơ đễnh. Nếu mức thỏa thuận cố định của bạn chuẩn bị kết thúc, thì đã đến lúc bạn phải ghi ra mức thỏa thuận phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại. Hãy ghi lại những thứ bạn đã chi tiêu, tất cả mọi thứ. Cứ sau mỗi khoảng thời gian ngắn, bạn phải làm vậy một lần. Thậm chí là sau mỗi tuần, và tìm ra chỗ bị rò. Nếu bạn muốn giàu có, việc đầu tiên cần làm là bạn phải biết những đồng tiền của mình đã đi đâu. Thật tiếc nếu bạn nghĩ rằng như vậy quá dễ dàng hay cuốn sách đầy toàn những kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Nhưng hãy tin tôi và bạn sẽ hài lòng với những gì đã làm. Quy tắc 22. Phải tỏ ra giàu có thì bạn mới trở thành người giàu có. Tôi đã từng thấy một người đàn ông tìm việc trên bảng thông báo việc làm. Anh ta đi đôi giày bẩn thỉu, đầu đội mũ, không cạo râu và đút tay vào trong túi quần trông thật lôi thôi. Bạn biết đấy, anh ta sẽ đến phỏng vấn xin việc làm với bộ dạng như vậy và thất bại. Rồi sau đó anh ta lại phàn nàn rằng như vậy thật bất công, không ai cho anh ta lấy một cơ hội. Tôi đã tổ chức nhiều cuộc phỏng vấn tuyển dụng và ấn tượng nhiều với cách thể hiện của họ. Họ thiếu nỗ lực đến kinh ngạc, vì thiếu nỗ lực là thiếu nghiên cứu và đam mê. Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty này? Tôi không biết. Công ty chúng tôi làm những gì? Tôi không biết. Tôi không thể không chú thích với bạn rằng thiếu nỗ lực thì sẽ không mang lại kết quả gì hết. Người nghèo có vẻ ngoài nghèo hèn không phải vì họ buộc phải như vậy hoặc mặc những bộ trang phục khiến họ cảm thấy tách biệt. Nếu họ thay trang phục đó, họ sẽ thay đổi được tình thế vì mọi người sẽ đối xử với họ theo cách khác. Những ai có vẻ yếu đuối và nghèo túng thì sẽ bị đối xử y như vậy. Những người mạnh mẽ sẽ có vẻ oai vệ và tự tin. Tất cả chúng ta cần phải tỏ ra mạnh mẽ và tự tin. Bạn phải có dáng vẻ mạnh mẽ và tự tin. Hãy chú ý đến hình ảnh tổng thể mà bạn thể hiện. Bạn đừng đi ra ngoài với bộ dạng tồi tệ. Ai cũng có thể ăn mặc cho tinh tế, mượn một bộ quần áo đàng hoàng hoặc mua bộ cơm lê thật đẹp giá rẻ, ăn mặc sang trọng thì mọi người sẽ nghĩ bạn là người giàu có và sẽ đối xử cho tương xứng. Học hỏi phong cách, cách ăn mặc của các cự phú. Dáng vẻ nghèo khó sẽ khiến bạn phải chịu những dịch vụ khiêm tốn, và dù bạn làm gì đi chăng nữa thì cũng không được đeo vòng. Các ngôi sao nhạc rap có thể làm vậy nhưng bạn thì không. Tôi cũng không được phép. Cái chúng ta hướng tới là một vẻ thanh lịch giản dị. Quy tắc 23. Đầu cơ để làm giàu. Đây không phải là đánh bạc. Để thành công trong một bộ phim quan trọng,
người diễn viên đã phải làm việc cực lực, trải qua bao vai diễn chán ngắt. Làm giàu cũng tương tự như vậy. Bạn làm việc vất vả bao nhiêu năm liền, rồi bất ngờ gặp may. Bạn tằn tiện, tiết kiệm, hy sinh và kỳ lạ chưa, may mắn gõ cửa nhà bạn. Bạn làm việc vất vả bao năm và bất ngờ gặp may. Nhưng trong thực tế, bạn phải đầu cơ để làm giàu. Bạn phải vào hang cọp mới bắt được cọp. Nếu không đặt cược, bạn sẽ chẳng có gì. Tôi không đề cập đến việc đánh bạc theo bất cứ nghĩa nào. Nếu bạn đầu tư vào chứng khoán sau khi đã nhận được những lời khuyên sáng suốt và nghiên cứu kỹ các công ty và biểu hiện của họ, đây chính là dạng đánh bạc an toàn nhất. Nhưng nếu bạn đặt cược khi thị trường sụt giá, thì lại là trò đánh bạc nhiều rủi ro. Nếu bạn làm việc cực lực trong suốt 20 năm và cuối cùng được đền bù hậu hĩnh thì hoàn toàn không phải là đánh bạc. Đầu cơ về thực chất bao gồm 4 việc: thảo luận, suy nghĩ sâu sắc, đầu tư và tin tưởng vào một điều không hoàn toàn rõ ràng. Tôi nghĩ như vậy khi tổng kết con đường làm giàu của chúng ta. Thảo luận, nghiêm túc học hỏi từ những người khác về sự giàu có. Suy nghĩ sâu sắc, hiểu rõ chủ đề của bạn. Đầu tư, đầu cơ thời gian, công sức và cả cuộc đời. Tin vào những thứ không hoàn toàn chắc chắn. Không có gì đảm bảo cả, nhưng bạn vẫn rút ngắn được đáng kể sự chênh lệch nếu tuân theo các quy tắc. Tôi biết bạn có thể nghĩ rằng tôi muốn bạn đầu cơ những đồng tiền mà bạn chắc chắn mới kiếm được. Nhưng không phải như vậy. Tôi muốn bạn đầu cơ thời gian và công sức, suy nghĩ chín chắn, lập kế hoạch, có ý chí, nghị lực và quyết đoán. Bạn càng đặt nhiều vào đó, bạn nhận được càng nhiều. Nếu không, bạn chẳng bao giờ có cơ hội cả. Và đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDeo. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn tìm nghe trọn bộ nội dung tại MyDeo.vn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDeo một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.